mình ngủ ở thành phố được không ông ơi? Không, mình ngủ ở nhà bác Mười. Con có biết bác Mười là ai không? Không biết. Bác Mười là ai? Mà mình không biết nữa, bây giờ mình phải đi kiếm nhà bác Mười. Con muốn bắt mấy con trồn trồn về trong đây về chúng tôi. Thì mai bắt. Sao giờ không bắt được vậy mà? Con bắt được thì con bắt đi. Không bắt được, bây giờ không có bắt được đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Sao không có chứ mình không có cái giờ kia mà. Đi đến nhà của bác Ba với lại bác gì đó để xin trứng với mực. Bác Ba Thôn với bác Chính. Con chào nha. Tùy con. Chào. Con té nha. Mình xác nha Kevin. À đây. Đây. Mình có bốn loại rau nè, alo. Con đụng dây điện cái nha. Alo. Con đụng dây điện cái nha. Lô phải để ý mấy cái loại cây này nè, Lô có thấy không? Mày vô hỏi đi con ơi. Không, cho Lô nhiệm vụ của Lô, Lô vô đi. Nhanh lên. Thôi mày vô con ơi. Đi đi, con hỏi phải nhà bác Ba không? À, vô con ơi. Đi coi dịch. Con xin ông trứng mà. Thôi mẹ xin đi. Con lại ông Ba lấy trứng gà cho mẹ đi. Lại lấy hả? Ừ, đi lại cái chỗ ông á. Cho mẹ nha. Lấy trứng gà đi. Lấy trứng gà nhỏ không? Lấy hết luôn con. Lấy nhiều lên. Mình có nhiều người lắm. Nhưng mà không có hết. Nhưng mà trứng bự nó đen rồi. Lấy hết đi. Con lấy nguyên đám đó luôn đi. Bốn cái. Bốn quả hả? Sao đủ người mà. Con xin mặt đâu. Mời cô chú ăn cơm. Dạ. Con mời cô chú ăn cơm. Con mời ông bà. Con gọi là ông bà. Dạ. Con mời cô chú ngồi ạ. Con không ăn mà con bớt cơm. Con mời cô chú ạ. Mời Hương. À, mời Hiếu. Dạ con mời cô chú.